Lợi ích của rau muống, loại rau vừa đạt top món ngon nhất thế giới. 1. Hỗ trợ giảm cân. Rau muống mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, do có hàm lượng calo và chất béo thấp. Chỉ với 19 calo trên 100g lá tươi, rau muống là lựa chọn tuyệt vời cho việc quản lý cholesterol và giảm cân. 2. Ngăn ngừa ung thư và chống lão hóa. Lá tươi của rau muống chứa nhiều chất chống oxy hóa, trong đó hàm lượng vitamin C cực cao. Chất chống oxy hóa mạnh mẽ này giúp hỗ trợ sửa chữa mô liên kết, tóc và da. Hơn nữa, nó góp phần ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt, làm chậm quá trình lão hóa và bảo vệ cơ thể chống lại bệnh ung thư. Rau muống nổi bật là nguồn cung cấp vitamin A phong phú. Vitamin A hỗ trợ tính toàn vẹn của niêm mạc, sức khỏe của tóc và da, thị lực và hoạt động, như một chất chống ung thư và chống lão hóa ở cấp độ tế bào. 3. Cải thiện trao đổi chất. Loại rau xanh này cũng chứa nhiều loại vitamin B phức hợp rất quan trọng cho chức năng trao đổi chất. Ngoài ra, rau muống còn là nguồn cung cấp dồi dào các khoáng chất thiết yếu như sắt, canxi, kali, magie, mangan và phốt pho. Những khoáng chất này đóng vai trò quan trọng trong quá trình khoáng hóa xương và răng, điều hòa nhịp tim. Khi chế biến rau muống, nên hạn chế dùng quá nhiều dầu mỡ để giữ được hàm lượng dinh dưỡng của loại rau này.